Chào mừng các bạn đã đến với TVT Movies. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và những lời sấm truyền ứng nghiệm sau hàng trăm năm. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhà tiên tri số 1 của Việt Nam. Ông có những lời tiên tri bí ẩn ứng nghiệm sau đó, vài trăm năm khiến ai nghe đều kinh ngạc. Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuở nhỏ tên Nguyễn Văn Đạt, sinh năm Tân Hợi 1491, dưới triều Lê Thánh Tông. Có một số tài liệu ghi chép cho rằng, Trạng Trình đổi tên khai sinh từ Nguyễn Văn Đạt thành Nguyễn Bỉnh Khiêm, khi ông chuẩn bị đi thi. Từ Bỉnh Khiêm có nghĩa là giữ trọn tính khiêm nhường. Cụ Trạng mất năm Ất Dậu 1585, hưởng thọ 94 tuổi. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, được dân gian truyền tụng và suy tôn là nhà tiên tri số 1 của Việt Nam. Người Trung Hoa coi ông là An Nam Lý Số Hữu Trình Tuyền. Nguyễn Bỉnh Khiêm đỗ Trạng Nguyên khóa Ất Mùi 1535, đời Mạc Đăng Doanh. Nhưng ông chỉ làm quan với nhà Mạc có 7 năm, và sau khi dâng sớ xin chém 18 tên quyền thần không được chấp nhận, ông xin về an trí tại quê nhà. Mẹ ông, bà Nhữ Thị Thục, con gái quan thượng thư tiến sĩ Nhữ Văn Lan, là một phụ nữ tài năng mẫn tiệp, tinh thông lý số. Sống dưới thời Hồng Đức, Lê Thánh Tông, bà đã biết trước rằng nhà Lê sẽ suy yếu, nên có ý kén một người chồng có tướng sinh quý tử để tính chuyện đại sự quốc gia. Kén mãi không gặp người vừa ý, mãi đến năm ngoài 30 tuổi, bà đành kết bạn với ông Nguyễn Văn Định, học trò quốc tử giám và sinh ra Nguyễn Bỉnh Khiêm. Mộng lớn của bà sẽ sinh ra con làm thiên tử, chứ không chịu công hầu khanh tướng. Vì thế, hôm động phòng hoa chúc, bà cắm chiếc đũa ở ngoài sân và dặn chồng, khi bóng trăng đến chiếc đũa, ông mới được nhập phòng. Đợi lâu quá, ông Định nóng ruột đẩy cửa bước vào, bà trách, ông vội vàng như thế, con cái sau này chỉ làm đến tứ trụ hoặc đỗ Trạng Nguyên là cùng, chứ không thể làm được hoàng đế. Một hôm, bà đưa con về quê, dọc đường gặp một thầy tướng Trung Hoa. Sau khi liếc nhìn dung mạo của Nguyễn Bỉnh Khiêm, thầy tướng buột miệng khen, tướng mạo của thằng bé này không phải tầm thường. Nhưng vì nước da hơi thô nên chỉ làm đến Trạng Nguyên thôi. Lớn lên, Nguyễn Bỉnh Khiêm theo học quan bảng nhãn Lương Đắc Bằng. Một hôm, cụ Lương Đắc Bằng ốm, biết mình không sống được bao lâu, bèn gọi Nguyễn Bỉnh Khiêm lại, chỉ cho ông một cái cháp để trên đầu giường, dở ra lấy một bộ sách quý. Cụ Bằng nói, thầy cho con cuốn sách quý này vì chỉ có con mới có thể hiểu được nó. Lúc thầy đi sứ qua tàu, có gặp một cụ già trao cho thầy cuốn sách này và nói, ta không cho nhà ngươi mà nhờ người đem về giao cho một người An Nam. Thầy ngạc nhiên hỏi tên người đó, cụ già bảo, không cần, chừng nào trong tâm linh nhà ngươi muốn cho ai là người ấy được phần. Sau này thầy mới biết cụ già đó là một dị nhân. Bộ sách ấy chỉnh là cuốn Thái Ất Thần Kinh. Nhiều người cho rằng, Nguyễn Bỉnh Khiêm nhờ nghiên cứu cuốn sách này mà thông suốt được mọi việc trong quá khứ, tương lai. Trong cuốn Phả Ký Nguyễn Bỉnh Khiêm được viết năm 1743, Vũ Khâm Lân từng nhận xét, ông là người khôi ngô anh tuấn, học hết các kinh sách lại rất tinh tế về nghĩa lý kinh dịch. Phàm việc mưa nắng, lụt hạ, họa phúc, điểm dữ, điểm lành, cơ suy, cơ thịnh, việc gì cũng biết trước. Nguyễn Bỉnh Khiêm đã dự đoán nhiều tương lai. Những lời dự đoán của ông được người đời gọi là sấm Trạng Trình. Cho đến những đời sau khi sự việc xảy ra người ta mới giật mình, bởi khả năng tiên tri chính xác đến kinh ngạc của ông. Các bạn đang xem video trên kênh TVT Movies. Hãy nhấn đăng ký để xem được những video mới nhất nhé. Vào cuối thế kỷ 19, nhà sư Vương Quốc Chính, người xã Cô Ám Vĩnh Bảo, Hải Phòng phát động phong trào chống Pháp. Trước đó, dân gian lan truyền rộng câu sấm truyền của Trạng Trình, thầy tăng mở nước trời không bảo. Nghĩa đen chỉ rõ, không có trời nào giúp nhà sư, vì đã là người xuất gia theo Phật mà còn mưu đồ bá vương. Các nhà nho thời đó lại giải thích theo nghĩa khác, họ cho rằng, chữ thầy tăng ở đây là Trạng nói kín chỉ thằng Tây đến cướp ta, đô hộ dân ta thì trời không dung thứ. Ngày đó, chính quyền đô hộ và tay sai rất sợ sấm ký vào uy tín của Trạng nên bắt bớ và khủng bố dã man những người đã truyền bá, lưu giữ sấm Trạng. Cho đến nay, sấm Trạng vốn chỉ lại ở dạng truyền miệng, một số ít được lưu giữ ở dạng chép tay. Dưới đây là một số lời sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. 1. Cao Bằng tàng tại, Tam Đại Tồn Cô. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm từng dùng tài lý số của mình để cứu vãn, cho triều đình nhà Mạc tồn tại được một thời gian khá dài. Được biết, khi triều Mạc lâm nguy, vua Mạc đương triều sai người đến hỏi Trạng Trình. Ông đã đưa ra lời sấm cho nhà Mạc, Cao Bằng tàng tại, Tam Đại Tồn Cô. Có nghĩa là nếu chạy lên Cao Bằng thì tồn tại được 3 đời. Quả nhiên, nhà Mạc lên Cao Bằng và tồn tại được thêm 3 đời nữa. 2. Hoành Sơn Nhất Đái Khả Dĩ Dung Thân. Hoành Sơn Nhất Đái Khả Dĩ Dung Thân là lời sấm truyền Nguyễn Bỉnh Khiêm đưa ra cho nhà Nguyễn. Nhờ đó, nhà Nguyễn mới tiến vào Nam mở rộng bờ cõi, đất nước ta mới có hình thái như bây giờ. Cụ thể, năm 1568, chúa Nguyễn Hoàng thấy anh là Nguyễn Uông bị Trịnh Kiểm giết chết,
thấy số phận của mình nguy cấp nên đã sai người đến diện kiến Trạng Trình ở Am Bạch Vân, xin lời sấm. Cụ Trạng cầm tay sứ giả dắt ra hòn non bộ chỉ vào đàn kiến đang bò và nói, Hoành Sơn nhất đái khả dĩ dung thân, nghĩa là một giải Hoành Sơn có thể dung thân được. Hiểu được ý đó, Nguyễn Hoàng nhờ chị xin Trịnh Kiểm cho vòi trấn thủ đất Thuận Hóa, từ đèo Hải Vân trở vào. Nhờ đó mà nhà Nguyễn xây dựng nên đế chế ở phương Nam. Sau này nhà Nguyễn đã đổi câu sấm của Trạng Trình thành, Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân, hy vọng sẽ giữ được cơ nghiệp mãi mãi. 3. Phải giữ được Biển Đông. Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm được xem là người đầu tiên nhắc đến quốc hiệu Việt Nam. Ngoài câu Hoành Sơn nhất đái khả dĩ dung thân, cụ Trạng còn có lời tiên tri, dạy rằng Biển Đông vạn dặm giang tay giữ trên đất Việt muôn năm vững trị bình. Bài thơ có tuổi đã khoảng 500 năm mà bây giờ càng đọc, càng thấy rất kim nhật kim thì, rất thời sự. Ta những tưởng như cụ Trạng Trình đang nói với chính chúng ta hôm nay. Bài thơ nguyên là để nói cái chí của cụ Chí những phù nguy xin gắng sức, ngã kim dục triển phù nguy lực, nhưng lại đọng trong đó một tư tưởng chiến lược. Một dự báo thiên tài, Biển Đông vạn dặm giang tay giữ trên đất Việt, muôn năm vững trị bình trên vạn lý đông minh quy bà ác trên ức nghiên nam cực, điện long bình. 4. Nam đàn sinh thánh. Từ lâu ở vùng Nghệ Tĩnh người ta lưu truyền những câu sấm truyền của Trạng Trình như, Đụn Sơn phân giải bò đái thất thanh thủy đáo lam thành nam đàn sinh thánh. Tạm dịch nghĩa là, khi núi đụn trẻ đôi, khe bò đái mất tiếng, sông lam khoét vào chân núi lam thành, đất nam đàn sẽ sinh ra bậc thánh nhân. Nhà sử học Ngô Đăng Lợi Hải Phòng cho biết, sau khi thực dân Pháp đàn áp tàn khốc phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, những lời sấm truyền này được bàn tán xôn xao. Người dân mong chờ một vị thánh sống xuất thế. Lúc đó, khe bồ đái nước ngừng chảy, do đó người dân càng tin hơn. Được biết, trong một cuộc gặp gỡ giữa cụ Phan Bội Châu và học giả Đào Duy Anh cùng nhà nho Trần Lê Hữu với nội dung tình thế nước nhà và tương lai, Trần Lê Hữu hỏi, thưa cụ Phan, bò đái thất thanh, nam đàn sinh thánh, chẳng phải là cụ hay sao? Cụ còn thất bại nữa là người khác. Phan Bội Châu đáp, kể cái nghề cử từ xưa kia tôi cũng có tiếng thật. Dân gia thường có thói trọng người văn học và gán cho người ta tiếng nọ tiếng kia. Nhưng nếu nam đàn có thánh thực thì chính là ông Nguyễn Ái Quốc chứ chẳng phải ai khác. Năm, khởi nghĩa Yên Bái năm 1930. Sau khởi nghĩa do Việt Nam Quốc Dân Đảng phát động thất bại, vào tháng 2 năm 1930, nhiều căn cứ bị Pháp đàn áp, khủng bố như Yên Bái, Lâm Thao, Hưng Hóa, Kiến An, Vĩnh Bảo, riêng làng Cổ Am bị 5 máy bay đến ném bom làm nhiều người chết, nhiều nhà cửa bị thiêu cháy đổ nát. Ở sự kiện này, tuần báo Phụ Nữ Tân Văn số 44 có đăng bài ông Trạng Trình, có biết trước rằng làng Cổ Am của ông có ngày nay không? Tác giả bài viết ngờ rằng, Trạng có biết nên đã rời hết sách vở của ông vào Thanh Hóa, vì theo di chúc của ông thì làng Cổ Am không được bền vững. Đến số 48, Phụ Nữ Tân Văn đã đăng một bài thơ do bạn đọc gửi đến được cho là lời sấm của Trạng Trình. Hiu hiu gió thổi, lá rung cây từ bắc sang nam, đông tới tây cửa, nhà tan tác ra cồn cát rừng núi ruộng nương hóa vũng lầy tan tác kiến Kiều An, đất nước xác sơ cổ thụ sạch am mây một gió, một yên ai sùng bái cha con người Vĩnh, bảo cho hay. Người dân sống trong làng Cổ Am cho biết, khi Pháp ném bom, miếu thờ Trạng bị đổ lây. Mấy tuần sau dân ra sửa sang thì phát hiện một tấm bia nhỏ có ba hàng chữ Hán, canh niên tân phá tuất, hợi phục sanh nhị ngũ dư bình. Lúc này người ta phán đoán, canh tức là năm Canh Ngọ 1930, còn ý tứ của hai câu sau cho đến giờ vẫn đang còn tranh luận. 6. Cách mạng tháng 8. Theo một số nhà sưu tầm và nghiên cứu, cách mạng tháng 8 đã được Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm dự báo qua câu thơ, đầu thu gà gáy xôn xao trong xưa sáng tỏ soi vào Thăng Long. Ở câu 1, đầu thu là tháng 7 âm lịch, gà nghĩa là năm Ất Dậu, thời điểm sự kiện lịch sử này diễn ra, gáy xôn xao nghĩa là có tiếng vang lớn, thức tỉnh muôn người. Câu 2, trăng xưa nghĩa là cổ nguyệt theo Hán tự, ghép lại thành từ Hồ, là họ của Hồ Chủ tịch. Sáng tỏ soi vào Thăng Long là sự kiện Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập trước hàng vạn đồng bào ở quảng trường Ba Đình của thủ đô Thăng Long, Hà Nội. Liên quan đến sự kiện này, nhà sử học Ngô Đăng Lợi cũng sưu tầm một bài thơ trong nhân gian được cho là của Trạng Trình để lại. Rồng nằm bể cạn dễ ai hay năm Thìn 1940, rắn mới hai đầu khó chịu thay năm Tị 1941, ngựa để gác yên không ai cưỡi năm Ngọ 1942, dê khan ăn lộc ngoảnh về Tây năm Mùi 1943, khỉ nọ bồng con ngồi khóc miếu năm Thân 1944, gà kia xào xạc cất cánh bay năm Dậu 1945, chó ve vẩy đuôi mừng thánh chúa năm Tuất 1946, lợn ùm ỉm ăn no ngủ ngày năm Hợi 1947. Theo nhà sử học Ngô Đăng Lợi, nếu để ý ở câu 6 thì gà kia xào xạc cất cánh bay, phải chăng là ám chỉ việc quân Pháp bị tước khí giới và phải trở về nước, trả lại nền độc lập cho chúng ta, vì chữ Gauloa, người Pháp do chữ Latin Gallus cũng có nghĩa là con gà.
Theo đó, câu 6 của bài sấm ứng vào Cách mạng tháng 8. Câu 7 chó ve vẩy đuôi mừng Thánh Chúa sẽ ứng với việc Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bầu lãnh tụ dân tộc Hồ Chí Minh làm chủ tịch nước vào năm 1946 năm Bính Tuất. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movies, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé.